Hello tất cả anh em nha, và chào mừng đến đâu quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây, và chào mừng đến đâu quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi đó cho chân lý mùa 3 này anh em ơi. Thì tiếp tục đến với những cái dấu ấn mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay sẽ tiếp tục leo ra bằng ạc phụ này của mình nha anh em ơi. Thì ạc phụ này cũng tầm răng bạch kim 1 kim cương đó, nên nó cũng giúp cho anh em cũng như là dấu ấn mạng nhãn nhất nha anh em ơi. Mặc dù đây không phải là răng cao nhưng mà nó cũng là đủ để mình build những cái đồ hình mà giúp em leo rank nha. Ấy mới vô mình có được 3 sư phẩm nè, khá là ngon rồi. Leona, Fiora là Lucian luôn. Cái hệ mà sư phẩm với lại hệ thời không lúc đầu, nếu như mà anh em có sớm á, thì anh em nên bỏ vào để dép. Và anh em nào mà muốn build đồ hình gì á, thì sau rồi hẳn build. Nên lúc đầu anh em cứ dép máu là quan trọng nhất ở cái meta hiện giờ nha anh em ơi. Tại vì máu một anh em đã chủ thắng, còn anh em lấy chủ thua, còn máu là không lấy được rồi đó. Anh em phải cố gắng đếp cũng như là nhiều máu nhất có thể, để tại vì cái meta này là meta tích tiền và up 8, nên anh em mà lên 8 sớm nhất có tiền roll thì anh em đã thắng rồi. Ok, mình sẽ ghép cho mỗi con sư phẩm một món đồ. Mình đang có nhiều tiền nè, mình nên nâng cấp bỏ vô luôn không ta? Mình có mình bỏ vô Fiora là Leona thì mình không có đồ ghép nữa. Ok, mình có thời không này anh em ơi, 3 thời không với lại 3 sư phẩm nè. Thời không thì dép cũng rất là mạnh nha anh em, nên nếu như anh em có thì cứ bỏ về mà dép. Còn cái hệ mà cái tộc mà mạnh nhất mà có thể chịu một lúc đầu của em thì ý kiến cá nhân của mình thôi nha, đó chính là tộc sư phẩm này. Còn nếu như mà lên hình được 2 sao nữa anh em ơi thì đừng hỏi vì sao mà anh em có chủ thắng và gọi là giải bất tận luôn. Ok, và nếu như anh em nào có ý tưởng nào hay mà muốn mình làm thì cái thử thách nào thì anh em hãy đừng qua bình luận ở phía dưới nha. Mình cảm thấy hợp lý là mình làm ngay và luôn. Đồ gì hay là build gì hay là đồ hình như thế nào, anh em cứ bình luận ở phía dưới nha anh em ơi. Mình thấy hay thì mình làm ngay và luôn cho anh em xem nha. Đừng có cái nào khó quá nha anh em ơi, khó quá thì mình cũng làm không được đâu. Bán cái này đủ tiền lãm ta. 8, 9, 10 đủ á, nó bán hết. Ok. Rồi, ok, chốt đội hình luôn nha anh em ơi, sư phẩm nha. Tại vì cái meta này anh em cần phải chốt đội hình sớm, chứ về lay xoay không được đâu. Mình khuyên anh em là nên xây dựng đội hình từ những con tướng một tiền trước nha anh em. Con này mà ra trước, mà con nào lên 2 sao trước mà anh em có đồ khá là hợp lý á, thì anh em cứ xây dựng từ những con một tiền mà lên thì cũng khá là dễ build, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tại vì cái meta hiện tại như mình nói rồi, chỉ cần tích tiền up 8 thôi là anh em sẽ có lợi thế. Tầm những con là 4-5 tiền thì giờ gánh team rất là mạnh, như là Ure nè, như là Kayle, Găng Bờ Lăng, Mid Fortune, Echo, các kiểu con đại điểu thì đều là 4-5 tiền cả. Nên anh em nào lên được hay là có nó sớm thì sẽ cực kỳ lợi thế. Lucian ơi, gánh team ơi. Lại lướt, nice. Woo, tuyệt vời. Uầy, mình mới bán hai con Blitz thì lại ra hai con tiếp. Cẩu không? Ok, và nếu như năm nào thấy video này hãy đừng quên để làm một like ủng hộ mình nha. Bấm đăng ký cũng như là bấm chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha anh em ơi. Thanh kiện nó rất nhiều. Và đừng quên bấm cái chuông để nhận thông báo nha. Cho nên để chưa biết thì mình có một kênh phụ chuyên live stream cũng như là đăng video các kiểu. Thì nếu như năm nào rảnh mà muốn xem hoặc là quan tâm các kiểu thì đừng quên ghé vào kênh phụ nha anh em. Anh em nào muốn mua hạt thì vào subscribe của mình nhé. Cái này khá là nhiều người chơi sinh giao hộ về vũ trụ anh em ơi, bài đó khá là hot hiện giờ. Những cái bài mà giúp cho anh em leo rank nhanh nhất hiện tại thì mình nghĩ là hộ về là một nè, sư phẩm là hai nè, còn nổi loạn thì anh em phải biết chơi. Cái hệ đó khá là khó chơi, nhưng mà nếu như anh em đã thuần thục cũng như là biết chơi cái tộc nổi loạn rồi thì nó leo răng cũng khá là phê đấy. Nhưng mà cái đó anh em phải biết chơi nha, khá là khó đó. Tích máu rồi biết roll chơi khá là nguy hiểm đó này. Cái meta hiện giờ thì mình sẽ ưu tiên lấy kiếm bếp, giáp lưới, nước mắt hoặc là gậy quá khổ nếu như anh em đồ đẹp một tí. Kiếm bếp còn nè. Ok,
không có kiếm ép thì mình lấy giáp lưới lên em ơi. Tại vì giáp lưới này thì có thể ghép được rất là nhiều món, như là giáp thương thần nè, là một là cái món rất là quan trọng nha. Món thứ hai đó chính là giáp gai. Món thứ ba đó chính là cái gì ta, red. Đấy, búp red đó rất là quan trọng luôn anh em. Lucian này, mình Lucian hay là mình ghép red luôn rồi đó. Nhưng mà Lucian một ghép được không ta? Tại mình mất cái chuỗi thắng rồi anh em, đang phân vân. Đang phân vân anh em à. Tại vì cái giáp lưới này thì tí nữa mình có thể ghép được cái giáp thiên thần. Mà meta hiện tại thì rất là cần giáp thiên thần anh em à. Ok, trận này mình chốt rồi nha anh em ơi, chơi sư phẩm nha. Nói chơi sư phẩm vậy thôi chứ cái đội hình này mình vẫn xoay sang được pháo thủ với lại đấu sĩ nữa mà. Nên giờ mình đang cố gắng mình kiếm con ma pha nè, mình bỏ vào. Mình chịu mình mất tầm 1 đến 2 đồng tiền lãi nhưng mà mình sẽ có thể xoay bài được. Anh em nên xoay bài khi mà những cái bài đó liên quan đến nhau nha. Chứ anh em đừng xoay một mạch từ như là nổi loạn sang sư công nghệ, đó cũng hơi mệt đấy. Luna 2 này mình không bán con Blitz này là tại vì mình chịu lỗ anh em, chịu lỗ một đồng tiền lãi để sau này nếu mà nó ra con Blitz lên 2 sao thì bỏ vào xài luôn, còn không ra thì thôi chịu xui. Có ma pha có Blitz này nè, mình cứ tích vậy thôi nha anh em ơi, tại vì giờ bán cũng không có được tiền lãi gì cả. Tại vì những con 1-2 tiền về lay rất là khó kiếm nên anh em nếu mà còn slot ở cái ổ trống nè thì anh em cứ mua về anh em tích thôi. Xoay bài quá là dễ. Nếu như sư công nghệ chuyển sang pháo thủ với lại thời không lột, pháo thủ với lại đấu sĩ thì dễ hơn nhiều. Wow, ông kiếm vô cockpit được kìa, có robot luôn kìa. Wow, lợi thế luôn ấy. Ông này giúp đồ thế giới nè, có cái quyền trưởng nữa thôi nha. Nhìn là tôi biết ông này chơi thôi, đồng mà chơi nổi loạn luôn anh em. Đồ có rồng, các kiểu nó điệu luôn rồi. Lucian một băng yếu quá. Hôm nay Luna 2 giáp lưới nữa. Sida giờ lấy chủ thắng là chủ thua gì cũng ngon hết anh em ơi. Nhưng mà chủ thua thì dễ lấy, còn chủ thắng thì khó lấy. Mày muốn tích cái chủ thắng thì muốn giữ nó thì càng khó nữa. Nên anh em nào thua thì cứ để cho thua đi. Lúc đầu mình nghĩ là trừ khá là ít máu, tại vì giờ tất cả tướng thì nó tính đều có mà là một máu à. Còn lúc đầu thì mấy con bé này nó trừ tầm 3 máu là hết đát. Và lay thì 5 máu rồi 7 máu, 10 máu, 15 máu, 20 máu. Nhưng mà lúc đầu nó trừ khá là ít, cũng ta chấp nhận được. Tính ra người đá mà anh em còn tầm 80 mấy máu là ổn rồi đó. Chứ đừng để bị hạ xuống còn 7 mấy máu nha, khá là nguy hiểm. Lúc đầu game thì mình không có tranh được cái kiếm bé mà đâu mà. Nếu mà có thì giờ mình đã có một cái gì khổng lồ nè. Biết gì là ta, đồ Sida quá. Cung xanh mê tay hiện tại được không ngon lắm. Ok, mình cứ tích bán đấu sĩ thôi, tại vì giờ bán không được tiền lãi gì á. Mình đang có 3 đấu sĩ nè, nếu như mà rõ ràng cho gas thì thơm. Để cho gác thì 4 đấu sĩ sớm là cực kỳ mạnh luôn. Mắt châu mà. Mình không nâng cấp nha anh em, vì đang muốn tích chủ thua cũng ổn. Nếu mà tuôn xong mình thua là một trận mình được cộng thêm 4 đồng 3 đồng chứ đúng rồi. Một trận mình được cộng thêm tặng 3 đồng. Xong rồi thêm được 5 đồng tiền lãi nữa là 5 đồng. Xong rồi 3 đồng qua round nữa là ui, ít nhất là một trận mình cũng được cộng tới 12 đến 13 đồng á. Dầu vách cái đai luôn. Sao mình thắng gì ta? Đội hình mình yếu lắm mà. Cái đầu xanh á, muốn thua thì lại không được anh em à. Đấu phải. Tưởng giờ phải thắng luôn nè. Ông này cây xe sắp ba à. Quái vật à. Bỏ gì mà ta?
Tiên Phong à. Bỏ Vi này thì có đấu sĩ luôn. Đấu sĩ ngon hơn, tại vì pháo thủ mà không có đồ kích cái hiệu ứng thì cũng khá là phế, như là Red các kiểu anh em ơi. Không có đồ đó thì bỏ pháo thủ vô nó bắn cũng khá là gãy đít. Với lại Lucian 1 mà. Đấy, Vi đấu sĩ với lại siêu phẩm có máu nữa kìa. Siêu châu luôn. Anh em thấy cái bộ siêu phẩm này không? Mới đầu vô thì đếp máu cũng khá là ổn, giữ máu á. Mặc dù chỉ là một sao thôi, có được Phil Rao lại Luna 2 sao khá là trễ. Ông này có fix sớm quá nè, đã phải. Ông này chắc chắn là chơi sát thủ mật vụ nè, lộn mật vụ với lại cơ giáp nè. Mật vụ cơ giáp hắc tinh nè. Giờ một là thắng luôn, hai là thua luôn đi, chứ thắng thua gì nó không ngon đâu anh ơi. Thắng đi. Hay rồi. Thắng thua thì thật sự nó không có ngon, tại vì nó không tích được cái chuỗi á. Thua thì thua luôn, thắng luôn nó mới đã. Rồi. Ok, cái này thì thằng không thì chắc chắn là không ngon bằng rồi. Ok, giờ mình đang có hai hướng chơi, một là siêu công nghệ, còn hai là pháo thủ với đấu sĩ. Nhưng cái tích tiền rồi mình cứ mua những con này mà cần thiết thôi. Xong rồi tầm level 8 là mình sẽ bắt đầu roll. Nếu như mà roll ra Eco trước á thì mình sẽ chơi siêu công nghệ. Còn nếu mà roll ra Dinh rồi chơi gắt quá là nhiều đi á, nếu mà lên 2 được á anh em, thì mình sẽ chuyển qua pháo thủ luôn. Hôm nay sinh thông này. Wow, sinh thông sắp 3 mà còn hơn 40 tiền, gần 50 tiền á. Mà đồ sinh thông không chuẩn chút nào cả nè. Chưa có đồ nè. Mà vẫn thắng mình. Cái đậu xanh nó cái tem hộ vệ này giờ lỗi vái cả đái luôn anh em. Thằng sinh thông nào mà nó lên 3 sao thì đồ chuẩn nó thì chỉ có Red hay là quỷ thư thì mới khắc chế được một chút nhà nhỏ thôi. Cái thôi là nó quẩy banh nóc luôn. Còn chơi God nè, ngon. Đồ chơi gắt ngon luôn nè anh em ơi. Ngon thì phải móc rồi. Ok, tôi sẽ có kiếm nha. Cái kiếm này thì có thể ghép được rất là nhiều đồ, như là ghép thiên thần, như là diệt khổng lồ. Cái diệt khổng lồ hiện tại meta thì rất là ngon nha anh em. Với lại nó cũng mạnh đó. Với hình như mình nhớ không nhầm là 12% sát thương vật lý. Lột bắn thêm 12% máu của đối phương chứ. Đầu lắm á. Giờ ai cũng trâu hết cả. Có cái gì khổng lồ bắn đỡ vãi. Ok, tay em khá là ổn rồi. Siêu công nghệ, thời không, đấu sĩ với lại pháo thủ. Ok. Chester qua. Ok rồi. Đồ thì mình vẫn chưa biết ghép cái gì cả đấy mà. Cái này cũng ngon đó, Red cũng ngon nè, giúp thiên thần cũng ngon nè, gì khổng lồ cũng ngon luôn. Khó ghép phải. Thắng thua gì không ổn nha. Mà được cái máu cũng khá là đều. Wow, Kayle Ire luôn. Wow. What the fuck, cái trận này nó bắt mình chơi siêu phẩm à. Không biết đây có phải là cú lừa hay không. Nhưng mà nó ra hai con này thì ngon quá rồi anh em. Thật sự luôn á. Tại vì trong cái tộc siêu phẩm á thì cái con carry chính á, một là Eco, hai là Ire và ba là con Kayle này nha. Mặc dù Kayle nó không có liên quan đến siêu phẩm nhưng mà nó có cái búp thánh nữ với lại kiếm khách đó anh em. Quậy cũng khá là ok. Mà phải có đồ chuẩn nha. Ire cũng vậy. Ire đồ chuẩn, nếu như mà nó có đồ thì cứ vô cực khiết kiếm quyền trượng hay là giúp thiên thần đồ các kiểu thôi. Cứ có kiếm BF anh em lắp vào là ngon. Nên mình mới nói là
meta hiện tại là giờ anh em cứ lấy kiếm bf cho mình thì nó lợi lắm anh em à, tại vì con nào carry chính này cũng cần kiếm bf cả. Anh em cứ nhẩm nhẩm qua đi, anh em nhìn xem đi, thì con nào carry chính cũng cần kiếm bf cả, ngoại trừ con sinh giao nha. Thêm trừ con rồng nữa nha anh em, con rồng có cần nước mắt thôi, con rồng sinh giao là hai ngoại lệ rồi. Xin thử nhân phẩm trận này tới đâu, nếu như mà nó ra eco thì phải là mắc binh, nếu mà không ra thì đây chỉ là cú lừa thôi. Nó ra Irel lại Kayle cùng lúc mà mình không bích thì người ta chửi đó anh em. Thử rất đồ gì ngon nghẻ không, ui Nako này, nó có Nako thì chơi đội hình gì cũng được hết nha anh em. Nako thì anh em có thể quyết định được tất cả rồi. Ok anh em ơi, mình ghép đồ thì chắc chắn rồi, cái này là mình sẽ chơi siêu công nghệ nha. Mình nghĩ là mình không có chơi pháo thủ đâu anh em ơi, tại vì đồ nó không hợp lý chơi lắm. Với lại nó ra con Irel lại con Kayle như vậy mà mình không chơi siêu công nghệ thì cũng hơi uổng á. Nếu mà anh em nãy mà chơi pháo thủ á thì anh em nên ghép cái Red với lại gì khổng lồ nha. Đấy thì hai cái món nó ngon rất là nhiều. Nếu như mà anh em chơi siêu công nghệ thì búp đồ cho Kayle với lại Irelia, nó gánh cho anh em tới cuối game luôn. Đấy, đúng là không làm mình thất vọng mà. Tuyệt vời. Khi chơi siêu công nghệ thì anh em cũng nên lưu ý một điều là nên dùng đồ cho con Irel cho nó gánh tem nha, dùng một lúc 3 đồ luôn nha anh em ơi, đừng có tiếc. Nếu như mà anh em có đồ lẻ thì cứ ghép đại cho mấy con siêu công nghệ khác là được rồi, nhưng mà Ure ít nhất là phải 2 đồ trở lên thì mới có đam đánh được, chứ nếu như mà anh em cứ rải rác đồ như vậy thì thật sự là không có đam nếu mà chơi siêu công nghệ nha. Ok. Nếu như mà anh em đã quyết định là Ure gánh tem thì cũng đừng nên dồn quá nhiều đồ cho Kayle. Đấy, còn nếu mà Kayle gánh tem như mình thì đỡ nè, đỡ phải suy nghĩ là tí nữa dùng đồ gì, đỡ mệt. Tại vì tất cả đồ mình dùng cho Kayle này hết rồi, nó quạt cũng khá là mạnh đó anh em thấy không? Mới chỉ là một sao đó, cũng như là sát thương chính của tem mình luôn mà, ghê vãi. Wow, hôm nay xin giao 3 giúp ga với lại Javan 3 tới nơi rồi. Psycho này. Mình tính bắt Psycho giùm mấy ổng á, nhưng mà có hai người chơi Psycho anh em ơi, nên mình cũng không có cần bắt làm cái gì nữa, để mấy ổng tự khắc chế lẫn nhau được rồi. Ông kia cây Sa Ba rồi kìa. GT. Rồi gặp cái ông nội mày xin giao giúp ga rồi, 3 sao nữa rồi, trời ơi sao giết. Quả này mình thua chắc. Muốn giết con xin giao này thì ít nhất Kayle phải 2 sao với 3 đồ, hoặc là anh em phải có Red, có quỷ thư thì mới giết nổi. Cái này là ổng mới có một đồ á nha, chứ ổng mà ghép thân cái vút rồng hay là nổi xét hay là mày dấp máu vô thì bố em cũng chịu. Rồi xong, không có eco rồi anh em ạ. À, đi luôn, đi một sải dài luôn rồi, có găng bình lăng đồ quá ngon nè. Ok, lấy thì vàng nha anh em ơi, tí nữa mình cái gì mình ghép cái gì ta, chơi siêu công nghệ là lấy thì vàng ghép được cái gì anh em? Không biết ghép được cái gì luôn, chắc có được cái kiếm khách là ngon nhất rồi đó.
mà kiếm khách siêu công nghệ nó đủ búp rồi mà. Thôi giờ cầu, giờ cầu may thôi, tí nữa rớt ra thêm cái thìa vàng nữa. Hết xui. Ok, rồi nè, 40 đồng, không ra eco thì đập đầu luôn đi. Ủa, cho gắt ra rồi anh em, nhưng mà mình lỡ chốt cái đồ hình rồi. Rồi xoay tim không được đâu bạn ơi. 40 đồng ở nhà anh em ơi, nó không ra eco thì mình cũng chịu á, cú lượt, uầy, ngộ không rồi. Trời. Ok, ok. Ray 2, đỡ vãi. Eco ở tôi đâu, không cần anh em ơi. Cái ha không cần, không cần. Nhân bài lăng nè. Bây giờ roll đúng lừa luôn anh em ơi, không ra cây lê, không ra cô luôn. Hết tiền luôn rồi. Ui, có con blitz này kéo con dự hình về, không giết nổi con dự hình luôn anh em ơi. Mình không xa được Lulu đâu, tại vì chơi kiếm khách siêu công nghệ là chỉ có đủ vừa slot thôi, đúng 8 con. Yure Kele. Kele đâu rồi, cho lên 2 đi nào, gánh. Đâu rồi? Có mít pha tu này anh em. Ok. Vâng, và sư công nghệ đã cho mình cú lừa rồi. Kele không ai chơi, Ron không ra, Echo không ai dành với mình luôn, Ron không ra. What the fuck. Vi nữa nha anh em ơi, Vi mới một sao rồi đó. Mà nãy giờ Ron không ra con Vi này luôn. Wow. Cú lừa rồi. Quái này đi đậm sâu rồi. Có lần nào này em ơi. Quái này mấy cái thu này trừ nhiều máu lắm anh em à. Lúc play game này trừ nhiều máu cực luôn á. Ây da, thu một phát trừ gần 10 máu, 6-7 máu gì đó. Yure nữa này. What the fuck sao Yure lên 2 rồi mà nó cứ ra hoài vậy bác. Ơ cô đâu? À, đừng nói từ đầu game. Lộn, đừng nói là từ giờ đến cuối game nó không ra cho mình một con Echo nào luôn nha anh em. Đấy, mình chết lại nè anh em ơi, thấy không? Không ai chơi nha. Không ai dành cái hệ siêu công nghệ này với mình luôn á. Không ai chơi luôn nha anh em ơi. Vì cũng không ai chơi nè, Kele không ai chơi nè, Echo không ai chơi luôn nè, mà Ron không ra. Đỉnh cao. Ok, được cái Yure mặc vụ nè anh em. Yure mặc vụ khá là ngon nè. Echo đâu má ơi. Có Vi nè. Khổ vái cái đại ra. Ok, mừng chưa. Còn hết tiền mới ra được Kele 2. Giờ mình chưa có Echo, không biết có nên lắp xuống cái mặt vụ không ta. Ok, lắp luôn nên em ơi, để lấy cái nội tại siêu công nghệ. Còn cái kiếm BF này thì tí nữa mình sẽ để dành cho Echo nha. Hay là lắp luôn ta. Cứ từ từ đi nè. Ông này cũng là Yure mặc vụ này. Từ từ anh em ơi, mình Yure 2 sao. Mình bích thêm hai con Yure nữa mà ông vẫn được Yure 2 sao. Nhưng mà cái mình quan tâm ở đây là tại sao có người Yure 2 rồi mà mình vẫn lên được và còn rất là nhiều con Yure khác nữa. Mà trong khi đó là Vi nè, Echo nè, không bố con nào giành luôn mà không ra. Chấm hỏi luôn. Hoài, không ra là không ra luôn á anh em.
V2 Ire luôn nè. What the fuck? Đồ to hết trời. Mình không bán Phil ra là tại vì tí nữa mình muốn đổi đồ nè. Nước mắt cho Irem khá là ngon. Nhưng mà cứ bình tĩnh. Nếu mà trận này thắng thì mình non được luôn. Khỏi phải khó. Xem như thế nào. Ông này rồng thế giới quá nè. Chịu luôn á, đem ơi, con rồng của ổng cơ. Wow. Phải bán thôi, phải bán bốn con thôi. Má, con rồng của ổng đúng đồ thế giới luôn. Hai quyền trường với lại một cái quỷ thư. Ra skill liên tục. Chịu. Con Irem này nó lừa rồi. Lộn mấy con Echo ấy lừa rồi. Yuri tiếp này, what the fuck. Yuri sắp bay tới nơi luôn nè, mình có một cái Neko nha. Mình mà run được một con Yuri nữa là Yuri 3 luôn. Khỏi cần bố con thằng Echo luôn em ơi. Yuri 3 thì chủ thế giới mẹ rồi. Rồng 2 luôn kìa. Sao anh em thấy run dễ thế nhờ mình run mẹ. Có mỗi con Echo thôi mà. Nếu như mà anh em có thì vàng thì anh em nên ghép cho con Irem một vụ anh em ơi. Một cái đồ mà khá là ngon đó. Tại vì nó sẽ bắt thẳng vào ngay cái tên bạn luôn. Đấy, như là bắt AD nè. Bắt mấy con chủ lực đam chính các kiểu á. Và nó hồi skill khá là nhanh. Đam cũng khá là to nữa nên bắt khá là dễ. Kết hợp với cái việc có một vụ khi mà có con Echo ở trong tên anh em ơi. Nên sẽ kích được búp. Đấy, Kaylee 2 sao. Quạt sát thương chuẩn là mẹ. Xin giao đi ăn đầu đầu bò ăn sô cô la ngay. Mong là ra đi chợ này có nè. Echo có không đây em ơi? Có Echo này mời, nhưng mà Echo mang đồ quần quầy đây. Echo mang bộc phá thôi mà phải lấy thôi, đừng ai lấy của tôi nha. Hay quá bạn ơi. Hay quá bạn ơi. Tuyệt vời, chơi siêu công nghệ và mình lụm Echo ở vòng đi chợ anh em ơi. Một pha mắc binh. Xử lý mắc binh luôn. Không thể tin được. Không thể hiểu được luôn á. Đây là tôi khi mà lâu lâu mới chơi một ván siêu công nghệ đó và nó lừa tôi như vậy đó anh em. Ok, mình roll nốt với con Irem 3 luôn nha anh em. Một con nữa là đủ à. Mình có một cái Neko lộn. À đúng rồi. Ok, anh em gắn luôn đi. Tại vì mấy con siêu phẩm của mình nó full đồ hết rồi. Leona, Fiora, Vi, Echo, Irelia có hết rồi. Ôi. Bình tĩnh nào. Thắng tool này là lên được Irem 3 luôn này. Mid for tool đó này em ơi. Bắt buộc phải khó thôi. Khó để bắt cái mid for tool với lại Irem luôn. Anh em thấy không? Có 6 siêu công nghệ là vô khắc bọt luôn á. Tên mình mắc châu. Với lại mình không sợ thiếu đam nữa. Đấy, cây lê nó kết. Cũng như là có thánh nữ nó quạt cũng khá là ok đó. Trời ơi, Irem 3 vẫn này thì tôi xin cái top 1 rồi. Ok luôn bạn ơi. Ván này cho mình xin cái top 1 nha. Irem 3 sao mà còn thêm cái mật vụ nữa. Thì thôi chứ, cũng như là như hổ mọc thêm cánh luôn á nè mà. Giờ, cũng như là mình muốn bắt thằng nào là thằng đó phải đi. Ok chưa? Nhưng mình chỉ cần check xem thằng nào mình gặp rồi nè, thằng nào mình chưa gặp nè. Xong rồi mình cứ để Irem ở gần cái tem gì đó, chủ lực của tem bạn á, là bốc hơi liền. Chắc là giờ mình sẽ gặp mấy ông pháp sư á, nãy giờ mình chưa gặp. Lộn, ván này mình mới gặp xong. Ông này cây sa ba luôn à, hắc tinh luôn, căng. Irem 3 là chỉ có một vụ thôi, không có đồ. Nhưng mà chọt coi kìa. What the fuck. Anh em thấy Irem 3 sao nó chọt không?
cứ auto là một mạng, một chọn là một mạng, và cho nên là chưa biết luôn. Thì Ure cứ một quy chết tên bạn thì sẽ hồi lại quy ngay lập tức nha. Nó cứ chọc hoài nữa nhưng mà chọc chết. Đồ này thì mình nghĩ là phải cho Ure luôn rồi em ơi. Tại vì cái này là có kháng phép với lại là giáp nên nó cũng hơi bị trâu á, cho Ure luôn rồi. Để dùng đồ cho nó thôi. Mấy ông này đồ Sida. Mấy ông này đồ cũng Sida cả. Có cái ông kia được cái rồng lộn mà kiếm súng hết test thì ngon thôi. Chứ ông nào cũng đồ Sida cả. Mình cũng đồ Sida nè. Ok, giải giới thì cho Ure luôn. Full đồ mấy con sư phẩm hết rồi. Mấy con sư phẩm có đồ hết rồi. Găng mình lăng nè. Bích làm gì ta? Mình bích mình úp chính mình bỏ vô thì cũng hơi bé đó anh em. Mình không thể bỏ thánh nữ được. Thánh nữ cây lê quạt thốn lắm. Giờ chết xem mấy cái nhân nhạc khác thôi. Anh em nào đặt cái chủ lực ở đâu thì mình cứ chuyển Ire qua đó thôi. Ôi gặp ông này thì sao bắt chủ lực đây. Ire luôn với em ơi, bắt con Vinh kìa em ơi. Ôi một mạng. Con xây quá đẹp. Wow, thắng tuyệt đối luôn rồi em à. Thắng một cách tuyệt đối luôn. Wow, giờ hình nó gánh rồi. Cần thế. Ui, tàu red nó ra nó lừa. 44 đồng nữa mới đủ tiền up cấp. Giờ thì up cấp 9 Ron Eco 2 thôi. Với lại được thêm một slot nữa. Bỏ cái thời không hay là bỏ cái ma tặc vào. Hay là cái nổ cũng được. Ngâm mà lăng á. Một là mình sẽ gặp một ông pháp sư, hai là mình sẽ gặp cái ông giờ hình nè. Pháp sư hoặc là gặp giờ hình, mình đang xếp ở bên ông giờ hình anh em. Ơ, ông này nãy mới gặp rồi ta. What the fuck? Xém thua đó chứ. Hên vãi. $44. Một tool nữa em ơi. Một tool nữa nào. Bán cái này thì đủ á. Nhưng mà bán cái này cũng không đủ luôn. Sao ông kia lên được con Echo 2 hay quá nhờ. Giờ chắc chắn rồi sẽ gặp một trong hai ông pháp sư này thôi. Mấy ông đảo mấy con V cốt mày đảo như ra lạc luôn mà. Đảo liên tội. Ok mình né được cái súng bắn tia kia là ngon rồi. Ui what the fuck, con V-Code nó đúng một quy là đi luôn anh em ạ. Chấm hỏi luôn á. Wow. Kinh vờ lò. Đúng là Ure 3 có khác. Hơi bị kinh đấy. Ông kia giải chết ác ghê. Có đồ đẹp cho Ure hay không đây? Đồ đẹp hay không đây? Có một cái bàn tay công lý khá là ngon nè. Và tất nhiên rồi, ngon thì chắc chắn là sẽ mất rồi anh em. Còn đồ lẻ không à. Chắc là mình sẽ lấy đồ lớn luôn vậy. Đồ lớn thì chứ còn cái giải giới này xài được thôi, gì đâu anh em. Cấu không?
Lộn đúng cái giải giới luôn nè. What the fuck? Ngon. Ok, mắc binh rồi đó. Siêu công nghệ bộc phá thánh nữ ngộ binh kiếm khách mật thám pháo thủ. Ui, cái tem này búp hơi nhiều. Giờ con Echo của mình nó đập xong rồi nó còn stun nữa anh em à. Từ từ mình sắp tem nữa. Mình sẽ gặp cái ông Vecos còn lại. Đấy, tôi biết ngay mà. Bắt được con Cinderella với lại con Vecos là ngon. Wow, một quy. Wow. What the? Cứ một quy là một màn anh em ơi. Wow, kinh thật. Nhưng mà vẫn thua. Chấm hỏi. Căng rồi đấy. Vâng. Và cái ông Echo kia đi luôn anh em ơi. Mà level 9 mình roll vẫn không ra được cái con Echo nào luôn á. Giờ chỉ còn hai ông pháp sư thì thôi. Bây giờ team mình kẹp bí ẩn thì lại không có đủ slot anh em à. Một là mình phải né được cái giả mana này của ông kia nè. Xong rồi bắt được con Vecos của ông là thắng. Hắt cái não nè. Wow, đổi nhanh thế ông bạn. Hôm nay Vecos sắp 3 luôn à. What the fuck. Quái vật à. Đấy, ghi ra cái gánh tem cực mạnh luôn. Nice. Nãy thua thì giờ thắng thôi. Có qua cái lại. Hôm nay thắng à. Giờ nó mới ra đồ ngon. Đây mà. Cái đồ này thì cho Mid Fortune hoặc là Gang một lần thôi. Ông kia cứ thua kìa. Ông kia có Vecos sắp 3 thì lên 3 thì còn có cơ may đánh được mình. Với ông này hơi xui lắm, mình nghĩ là mình thắng rồi. Ure 3 xong một cộng thêm có một vụ bắt cái tên bạn ghê vãi luôn anh em. VVL đã 3 sao rồi mà còn đi bắt lẻ nữa thì ai chơi lại đây. Cái quần gì vậy anh em ơi, mình vừa thấy cái tiếng tiếng thì nó bay qua rồi. Anh em thấy không? Ngồi mấy phút tôn 2, đỡ. Uầy. Vừa bán con Lulu xong lại ra thêm con Lulu nữa. Wow. Cái này mà mình không mua con Echo, lộn, mình không lấy con Echo ngồi chợ là mình roll từ đầu đến giờ không ra một con Echo nào luôn á anh em. Mày, nó cho cú lừa vãi. Không lấy con Echo ngồi đi vòng cái vòng đi chợ là xong mẻ game rồi á. Còn không ra một con Echo nào luôn. Kinh thật. Nhân phẩm ghê thiệt. Nhưng mà được cái Ire 3 anh em ơi. Đấy. Đấy. Nó phải khác. Ire. Cố lên em ơi. Ure nó phải khác anh em ơi. Ure ba nó phải khác. Ok và GG tất cả anh em nha. Và tại mình em hẹn lại anh em ở đằng sau nha. Hãy chắc rằng nhớ like và xem mọi người nha. Bye bye.